blueberry. Và cái chỗ nào nhiều lá đó nó mới trái nó mới bự. À, wow, hái nhanh quá ta. Bự không? Cái nhỏ xíu. Đây là lớn rồi. Lớn đâu lớn, nhỏ xíu. Xíu người ta hái hết trơn rồi. Cái này giống đi hái mót rồi. Cái này được không ta? Cũng được chứ. Phương ơi, đi hái rau về không? À, cánh đồng bao la này hái sao hết rồi ta? Nhiều lắm ta, ngày nào nó cũng hái hết á, nó hái từ hôm tháng 5 giờ chưa hết. Này có rau dền không ta? Có chứ, rau dền đi vô trong sâu. Rau dền về em làm gì luộc hả? Luộc ăn ngon lắm.